Chuyên gia Trung Quốc đã nói gì về Việt Nam mà khiến netizen Trung Quốc hâm mộ nước ta đến thế? Các bạn thân mến, vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video có tiêu đề như sau. Cuộc sống của người dân bình thường diễn ra như thế nào sau khi Việt Nam hoàn toàn được tự do hóa và kiểm soát được dịch bệnh? Trong video, chuyên gia Trung Quốc này nói rằng, vào tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã công bố hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, Đồng thời, trong 3 quý đầu tiên, GDP Việt Nam đã tăng 8,3%, đặc biệt trong quý 3 lên tới 13,67%. Chuyên gia Trung Quốc này đã nêu ra những vấn đề cho sự phát triển thành công của nền kinh tế cũng như việc kiểm soát được dịch bệnh của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc thì vẫn đang loay hoay với tình trạng Covid kéo dài dẫn tới hỗn loạn. Vậy những lý do đó là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chuyên gia Trung Quốc chia sẻ với netizen nước họ như sau. Thứ nhất, đó là trong hai năm qua, Việt Nam đã thực hiện rất nhiều biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ đất nước chống lại dịch bệnh. Vào năm 2020, Việt Nam đã phát hiện những ca mắc đầu tiên, ngay sau đó họ đã tiến hành kiểm soát quy mô lớn, trường học đóng cửa, nhà máy ngừng hoạt động, vân vân. Mọi thứ đều tập trung cao độ nhất để chống lại dịch bệnh. Điều đó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tổng số người bị nhiễm trong năm 2020 chỉ có hơn 2.000 trường hợp, còn Hoa Kỳ con số tử vong do biến chủng mới cao hơn nhiều so với con số này. Do phải ngừng mọi hoạt động kinh tế, nên trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 2,9%, đó là mức thấp nhất trong 20 năm qua. Đợt bùng phát dịch bệnh lớn thứ hai tại Việt Nam diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, với số ca tăng thêm từ 100 lên 10.000 ca mỗi ngày chỉ trong vòng 4 tháng. Chính phủ Việt Nam đã phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ hơn. Đầu tiên, đó là tuyên bố phong tỏa, đóng cửa tất cả các ngành dịch vụ bao gồm cả trường học Thứ hai, đó là gửi quân đội để kiểm soát các tuyến đường trọng yếu và hỗ trợ người dân, đã có hơn 40.000 quân nhân tham gia vào chiến dịch này, tác dụng chắc chắn có nhưng không lớn, bởi vì không thể ngăn chặn được tất cả những người dân muốn về quê, một khi ai đó thoát khỏi sự kiểm soát thì sẽ gây ra lây nhiễm quy mô lớn hơn ở quê hương của họ. Vì vậy, trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là 2,6%. Từ tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã công bố mở cửa lại biên giới cho du lịch quốc tế. Từ ngày đó và khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế, khi khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, họ chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận âm tính với virus trước khi lên máy bay, khi đến Việt Nam không cần phải cách ly và được tự do di chuyển. Việt Nam tự tin chọn phương án như vậy, đó là do tỷ lệ tiêm chủng siêu cao của quốc gia này. Trong tháng đầu tiên sau khi Việt Nam được tự do hóa, số người nhiễm dịch tăng nhanh, cao nhất là hơn 270.000 người trên ngày, nhưng sau đó 3 tháng đã giảm xuống còn 1.000 người trên ngày, gần đây chỉ còn vài trăm người mà thôi. Trong 11 tháng đầu năm 2022, số người chết do tai nạn giao thông ở Việt Nam là 5.800 người. Còn số người chết do biến chủng mới là 1 phần 4 so với số người chết do tai nạn giao thông. Trên thực tế, hệ thống y tế của Việt Nam còn kém xa các nước láng giềng như Nhật Bản, nhưng việc kiểm soát lại tốt hơn nhiều. Sau khi được tự do hóa hơn, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển rất nhanh chóng. GDP tăng 5,03% trong quý đầu tiên, 7,83% trong quý 2 và 13,67% trong quý 3 tổng cộng 8,83% trong ba quý đầu tiên. Nguyên nhân là do dòng vốn quốc tế đổ mạnh. Trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút hơn 1,28 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai, ngành dịch vụ của Việt Nam nhìn chung có xu hướng tốt. Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đón 2,35 triệu lượt khách quốc tế. Thứ ba, khi lực lượng lao động phục hồi, ngành công nghiệp và thương mại phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 10 tháng đầu tiên tăng 9% ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng đầu, đóng góp 7,4%, số doanh nghiệp đăng ký thành công mới trên toàn quốc tăng 58,3%, số lượng doanh nghiệp mới và phục hồi sản xuất tăng 38,3%. Theo dự báo của tập đoàn Dragon Capital, tăng trưởng GDP chung của Việt Nam sẽ đạt 8% vào năm 2022. Cuối cùng, chuyên gia này kết luận, khi Việt Nam kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh, cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được tự do hơn, họ đi chơi, họ được mua sắm, họ được du lịch cùng gia đình. Đặc biệt là họ có thể đi làm kiếm tiền, điều này khác xa với Trung Quốc. Sau khi video này được đăng tải, thì đã thu hút hơn 300.000 lượt xem và 3.300 lượt like và hàng trăm bình luận đến từ netizen Trung Quốc. Vậy họ đã nói những gì? Thì bà hàng xóm 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tôi có một người bạn ở Việt Nam, bạn đó nói với tôi rằng bây giờ ở Việt Nam mọi thứ đều bình thường và không có dịch bệnh. Việt Nam là một nước nhiệt đới, cho nên virus có tỷ lệ sống sót thấp vào mùa hè nắng nóng bức. Việt Nam hội nhập thế giới, phát triển toàn diện, hướng tới Singapore. Vì vậy, Quảng Châu và Thâm Quyến bắt đầu buông lỏng như Việt Nam rồi. Nên kinh tế Việt Nam tốt như vậy, tại sao gần đây lại cầu cứu Trung Quốc? Đánh giá quá trình này thì Việt Nam thực sự làm được. Bạn phải biết ở Việt Nam có bao nhiêu người, họ đã làm một công việc thực sự tốt. Việt Nam đã cúi đầu trước Trung Quốc vài ngày trước đất nước ta vẫn còn đang chờ, chờ đợi độc tố của biến chủng mới giảm xuống. Cho thấy Việt Nam thay đổi chính sách chống dịch thành công. Ít nhất 50% tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam. Nhưng tôi thấy xác chết trên khắp đường phố. Cũng khá tốt, sau đại dịch tôi vẫn chưa quay lại Trung Quốc. May mắn là thu nhập của tôi mấy năm nay không bị ảnh hưởng. Tôi muốn biết di chứng của họ sẽ như thế nào khi bị biến khi bị biến chủng mới tấn công và liệu có ngày càng nhiều người được trợ cấp sinh hoạt phí trong tương lai không hiện tại không có nghiên cứu chính xác để chứng minh để chứng minh các di chứng tất cả chỉ là truyền thuyết từ phương tiện truyền thông mà thôi sau khi việt nam tự do hóa nền kinh tế đã phát triển nhanh chóng và trở thành một quốc gia phát triển bạn chỉ biết nguy hiểm khi bạn thực sự trải nghiệm nó còn tất cả phụ thuộc vào ý thức của bản thân việt nam hơi hỗn loạn như myanmar nên đi ít đến nơi đó thì hơn nó cung cấp một tài liệu tham khảo tốt cho việc điều chỉnh các chính sách phòng ngừa và kiểm soát của đất nước chúng ta việt nam và ấn độ đã vượt qua thử thách của dịch bệnh và chúng ta cũng có thể nó có thể được sử dụng để tham khảo nhưng không thể bắt chước hoàn toàn, cần tìm sự cân bằng giữa mở cửa và kiểm soát. Đừng so sánh nguồn lực y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, vì Nhật Bản là một nước phát triển. Vậy giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nguồn lực y tế của ai tốt hơn? Phòng ngừa và kiểm soát quy mô lớn và chính xác, không gây tắc nghẽn giao thông hoặc đóng cửa thành phố, phòng chống khu vực nhỏ và chính xác, lấy điểm bùng phát làm đối tượng phòng chống trọng điểm, không mở rộng phạm vi thực hiện phòng chống chính xác hộ gia đình, đơn vị, không mở rộng ra toàn tầng, cộng tầng. Đó là những biện pháp mà Trung Quốc cần học hỏi từ Việt Nam. Bạn có dữ liệu về đại dịch biến chủng mới ở Việt Nam sau khi họ tự do hóa hoàn toàn không? Dữ liệu kinh tế chính thức của Trung Quốc cũng tốt, nhưng việc ngăn chặn và kiểm soát biến chủng mới của Trung Quốc vẫn tiếp tục. Bạn có thể giải thích nó được không? Báo cáo nhầm, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, số người chết quá nhiều, hơn 0,03%, xác nằm ngoài đường xếp hàng không kịp để hỏa táng. Nhiệt độ ở Việt Nam có giống Trung Quốc không? Cuộc sống người Việt Nam có giống Trung Quốc không? Số liệu thống kê của bạn có đúng không? Chỉ bằng cách mở cửa nền kinh tế mới có thể cải thiện. Than ôi, những người có thể so sánh với chính họ sao? Việt Nam tôn trọng khoa học và có tư duy rõ ràng, tôi thích điều đó. Việt Nam thời hậu dịch chắc chắn sẽ là một ví dụ tốt cho thời hậu dịch của Trung Quốc. Đó là những bình luận của netizen Trung Quốc khi biết tin Việt Nam mở cửa và kiểm soát được dịch bệnh khi nền kinh tế và cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem thử netizen Trung Quốc đã tranh cãi như thế nào về tình hình chống dịch của nước họ nhé. Trung Quốc không nằm im và để biến chủng mới phát triển đâu. Chúng ta cũng phải phòng ngừa và kiểm soát chính xác, điều này phụ thuộc vào ý thức tự giác. Những người có triệu chứng nên tự cách ly và không di chuyển, đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khi ra ngoài, chứ không phải để lây chứ không phải để lây lan biến chủng mới. Chính sách phòng chống của Việt Nam ngày xưa nó khác với chính sách phong tỏa và quy mô lớn và dài hạn hiện tại của Trung Quốc. Việc đóng cửa nhanh và giải phóng nhanh, không đóng cửa các tòa nhà và cộng đồng là không cần thiết, bởi vì hiện tại 90% trong số đó là các ca nhiễm không có triệu chứng và tỷ lệ còn lại là chính xác. Thật sự rất đáng buồn. Tôi vừa mong đất nước mở cửa và cũng không, tại vì khi mở cửa tôi lo lắng cho trẻ nhỏ và người già. Mọi người đều đeo khẩu trang, không dễ lây nhiễm cho người khác. Tránh xa những người không đeo, Đeo N95 hiệu quả hơn, tự bảo vệ và cầu phúc cho bản thân. Phía trên là những bình luận của netizen Trung Quốc. Các bạn thấy đó, hiện tại tâm lý sợ Covid của người dân Trung Quốc giống như chúng ta vào hai năm trước vậy. Cứ nghe ở đâu có dịch là sợ tới đó. Hay hước nhất là một số netizen Trung Quốc cho rằng khí hậu Việt Nam quá nóng nên virus không thể tồn tại được lâu. Nên việc Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh là điều đương nhiên, còn Trung Quốc thì khác. Netizen Trung Quốc đâu có biết rằng Việt Nam chúng ta đã phải đấu tranh với dịch bệnh như thế nào để có được như ngày hôm nay, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, trong đó có cả tính mạng để có được tự do bình thường như ngày hôm nay, đâu phải do khí hậu hay may mắn nào đó quyết định. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.